Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ mới lên tiếng bình luận sau khi xem một bức ảnh được cho là chụp bên trong nhà của ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy một cặp ngà voi lớn dùng làm vật trang trí. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell đang có chuyến công du một số nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Thông báo cho truyền thông nước ngoài ở thủ đô Washington trước chuyến đi, nữ quan chức này cho biết rằng, ngoài việc gặp gỡ các quan chức nhà nước Việt Nam cũng như các tổ chức liên quan tới động vật hoang dã, bà còn tới thăm Trung tâm Cứu hộ Động vật tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, cũng như một nơi bảo tồn TT, một trong các loại động vật bị buôn lậu nhiều nhất hiện nay trên thế giới. Khi được phóng viên VOA Việt ngữ cho xem một bức ảnh được cho là chụp bên trong nhà của ông Lê Khả Phiêu, trong đó có cảnh nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đứng bên cạnh một cặp ngà voi lớn. Khi được hỏi suy nghĩ của bà khi xem bức ảnh, bà Jewell nói: I will say that we as human beings around the world, chúng ta đều là con người và đã từng phạm sai lầm. Chính bà của tôi từng sở hữu một cửa hàng bán áo khoác làm từ da báo, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bà sinh ra vào thời kỳ mà tình trạng buôn bán động vật hoang dã khá phổ biến và người ta dùng chúng để làm vật trang trí cho con người. Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy nhân loại sử dụng động vật hoang dã, ví dụ như phím đàn piano làm từ Nga chẳng hạn. Tôi nghĩ chúng ta đang học từ chính những sai lầm của mình, rằng chúng ta đã đi quá xa trong cách đối xử với động vật hoang dã, và điều đó cần phải chấm dứt. Giá ngà voi đã tăng nhanh chóng mặt trong những năm gần đây, lên mức khoảng hơn 1.500 đô la Mỹ, tức khoảng 30 triệu đồng Việt Nam 1 kg. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở trong nước cho biết, việc dùng ngà voi để trang trí trong nhà của các quan chức Việt Nam không phải là chuyện lạ. Các nhà hoạt động cho rằng việc mua bán lậu ngà voi đã đẩy đàn voi hoang ở châu Phi tới cảnh tuyệt chủng. Mới đây, hôm 19 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ đã có mặt ở quảng trường Times ở New York cùng với các ngôi sao nổi tiếng để chứng kiến việc nghiền nát và tiêu hủy một tấn ngà voi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng buôn lậu động vật hoang dã. Bà Jewell nói thêm: What we hope to do with these efforts is to raise awareness. Điều chúng ta cần phải làm đó là nâng cao nhận thức rằng việc mua bán ngà voi hay sừng tê giác là điều không còn chấp nhận được. Chúng ta cần phải thay đổi hành vi cũng như cách đánh giá về những thứ giá trị. Hiện có các món đồ làm từ ngà voi một cách hợp pháp, nhưng trong những năm qua, việc săn bắn voi trái phép gia tăng nhanh chóng. Và nếu chúng ta không có những luật lệ để kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất các mặt hàng làm từ ngà voi, thì những kẻ săn bắn và buôn lậu ngà voi sẽ lợi dụng kẽ hở đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là chính bản thân chúng ta phải nhận ra điều đó và các nhà lãnh đạo phải tìm ra hướng đi về phía trước, cũng như các giải pháp xử lý các thách thức trong tương lai. Quan chức Mỹ này nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn cho công chúng thấy được rằng việc sở hữu ngà voi không phải là điều gì hay ho và cũng thật đáng hổ thẹn khi mua bán cả sừng tê giác nữa. Việt Nam thời gian qua đã bị nhắc tên nhiều trên truyền thông quốc tế vì tình trạng mua bán sừng tê giác và ngà voi. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường đề nghị áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Việt Nam vì Hà Nội đã không hành động để chống lại việc mua bán trái phép này. Tuy nhiên, các giới chức trong nước đã phủ nhận tố cáo cho rằng Việt Nam là động lực thúc đẩy các hoạt động mua bán sừng và ngà voi trái phép. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để phỏng vấn về cặp ngà voi được cho là trang trí trong nhà của ông.